Bạn, hôm nay mình đi giao sữa về ghé nhà của anh heo lúa này nha các bạn. Mình xem cái ảnh nuôi heo lúc trước á, ảnh để mấy heo nái như thế nào, giờ mình ghé xem nha các bạn. Mùa dịch nói chung thì cũng hơi căng đó các bạn ơi. Đây, nuôi mấy con heo bên ngoài nè các bạn. Anh cũng mới tắm rửa cho ăn xong nha các bạn. Đây, giờ mình vô chuồng heo nha các bạn. Thì mình thấy cái chuồng heo sắt này anh rộng, mấy con heo bên ngoài này anh làm thấy cũng tiện đó các bạn. Chúng ta có diện tích đất nhỏ nhỏ, chúng ta để những cái ô xây như thế này nè, chúng ta nuôi heo thịt nha các bạn. Còn mấy cái chuồng heo như bên ngoài nó có trống diện tích khoảng 1 m đến 1,5 m nè, mà chúng ta nuôi con heo nái nha các bạn. Đây anh xây cái chuồng bên ngoài anh nuôi nè, nói chung chỉ cần dùng ba cái sắt tạp tạp mình mua về, nếu mình biết hàng thì mình hàng lại như thế này mình nuôi cũng ổn nè các bạn. Dùng sắt găng hàng lại mình sẽ nhốt được con heo nái. Còn những cái chuồng bên trong này thì chúng ta để dành nuôi heo đẻ với lại nuôi heo con rồi nha các bạn. Đây hôm trước thì anh có nuôi bầy heo thịt nhưng mà anh chừa lại giờ nuôi heo nái không các bạn. Bên đây cũng có con anh nhốt ở ngoài rồi nè, thì mấy con này nó xanh hết rồi. Hôm trước thì anh cũng nói xanh rồi, anh cũng phá bầy hết rồi nha các bạn. Giờ chỉ còn có mấy con heo nái thôi, với cái chuồng trống bên kia để dành anh để heo đẻ nha các bạn. Giờ chỉ có 4 con heo nái này thôi. Mình đến xem để mình quay mình chia sẻ cho các bạn xem cho vui nha. Thì cái này cái mô hình cái diện tích nhỏ nhưng mà anh có thể là nuôi heo được nè các bạn. Không phải là mình chăn nuôi là phải có cái diện tích rộng đâu. Đó, thì chúng ta xem cái mô hình nhỏ của ảnh, ảnh nuôi thấy cũng hiệu quả các bạn. Chúng ta có thể là ở ngoài làm thêm 2 cái ô sắt đến 3 cái ô sắt, chúng ta nuôi heo để sau này chúng ta có giống các bạn. Khi xanh thì chúng ta sẽ lừa vô những cái ô chuồng như thế này thì cũng rất là tiện. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.